Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, tìm hiểu về nhân tướng học, chúng tôi sẽ được giới thiệu với quý anh chị những vị trí bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng được quan niệm là càng to càng xấu thì vận mệnh con người đó sẽ càng giàu sang phú quý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên cơ thể không phải cứ điểm nào to cũng là xấu. Theo quan niệm về vẻ đẹp phụ nữ ngày nay thì có nhiều người mong muốn mình sở hữu thân hình gọn nhỏ. Nhưng có lẽ bạn chưa biết có một số bộ phận càng to thì số phận càng an nhàn sung sướng. Đầu tiên đó là mông to. Theo quan niệm nhân tướng học, những phụ nữ có cặp mông đầy đặn tròn trịa thông thường có tướng phú quý, tính hào phóng, độ lượng. Cuộc sống của những người có vòng mông nở nang thường khá ổn định về vật chất, suôn sẻ trong mọi việc. Bên cạnh phụ nữ sở hữu cặp mông to lớn còn là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết yêu chiều chồng và dễ sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh thông minh. Chính vì điều này mà xu thế mông to luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên thì không phải bẩm sinh ai cũng sở hữu được bờ mông trời phú này. Người có mông lớn là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết chiều chồng và dễ sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Bàn chân to. Người có đôi bàn chân to thường sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, không thích nịnh bợ người khác để kiếm lợi về mình. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, vì thế mà được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp quý mến. Mặc dù tuổi trẻ phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng với chí hướng, bản lĩnh và sự mạnh mẽ nên từ năm 30 tuổi, họ nhanh chóng lấy lại được phong độ, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu còn không hết, có nhiều cơ may về đường tài lộc. Đặc biệt, nếu phụ nữ có đôi chân to, thường có số vượng phù ích tử, là người biết dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Bằng sự thông minh nhạy bén, họ luôn biết đưa ra những lời khuyên quý báu cho chồng lúc khó khăn. Nhờ thế mà cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy hạnh phúc. Phụ nữ có đôi bàn chân to, thường có số vượng phù ích tử. Đùi to. Trong nhân tướng học, đùi được coi là bộ phận trụ đỡ của kho tiền. Nên người có đặc điểm này thường rất giàu có. Phụ nữ có tướng đùi to thì thường thông minh. Họ còn gọi là kiểu phụ nữ giàu nghị lực và khéo chăm con cái gia đình, giúp chồng phát triển sự nghiệp rất tốt. Người sở hữu cặp đùi to đi kèm với hông nở đầy đặn sẽ có tài vận tốt, có thể hái ra tiền mà vẫn không tiêu xài hoang phí. Đây là những người từ thời trẻ đã có số an nhàn về chung và hậu vận càng có nhiều của ăn của để. Người sở hữu cặp đùi to đi kèm với hông nở đầy đặn sẽ có tài vận tốt, có thể hái ra tiền mà vẫn không tiêu xài hoang phí. Bàn tay to. Những người có bàn tay to thường có lòng nhân hậu thương người. Chính vì lòng tốt đó mà những lúc khó khăn họ luôn có bạn bè sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, có quý nhân phù trợ. Nếu có bàn tay to hồng hào cân đối với chiều dài cánh tay và cơ thể thì người đó sẽ có vận may về tiền bạc. Sau 35 tuổi kiểu gì cũng giàu có, cuộc sống sung túc yên bình. Đồng thời, họ còn là người quản lý tiền bạc cực tốt nên không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Tiền một khi đã vào tay thì sẽ đẻ ra thêm chứ không thiếu hụt đi. Những người có bàn tay to thường có lòng nhân hậu thương người, vai to, rộng. Đương nhiên vai rộng ở nữ giới thì không như đàn ông. Cái chính ở đây là một bờ vai đầy đặn, có da, có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình, từ anh chị em, chồng con đều được họ chăm sóc tận tình và là chỗ dựa vững chắc. Nhiều người nghĩ phụ nữ có vai rộng thì không đẹp, nhưng đó lại là người phụ nữ thông minh, có trí tuệ hơn người, không có việc gì mà họ không làm được. Phụ nữ sở hữu một bờ vai đầy đặn, có da, có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Dái tay to. Dái tay to là dấu hiệu của sự sống còn, tuổi thọ. Những người này thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất khiết khi phải gặp những chuyện rủi ro hay là không may mắn. Họ là những người rất đa mưu, túc trí. Biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Họ thường có duyên kinh doanh hoặc nếu làm trong cơ quan nhà nước thì định sẵn là phải có làm quan to, có chức, có quyền. Thế mới nói không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu tay to là tướng làm quan.
Nếu là đôi tai to, vành tai dày, đẹp thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhàn, về già có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì. Những người sở hữu dái tai to thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro. Mũi to tròn. Người có mũi to tròn, nhiều thịt thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có số phú quý. Họ có cuộc đời khổ trước sướng sau, dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng kiểu gì cũng vươn lên thành tỷ phú nhờ năng lực bản lĩnh của chính mình, không nịnh bợ, dựa dẫm bất kỳ ai. Nếu phụ nữ có mũi to tròn, thường sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, sống sung sướng chẳng khác gì bà hoàng. Còn nếu đó là đàn ông thì họ sẽ có khả năng lãnh đạo tốt, được nhân viên tôn sùng yêu quý, con đường sự nghiệp chỉ có lên chứ không bao giờ xuống. Phụ nữ có mũi to tròn thường sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, cằm tròn đầy đặn. Cằm tròn to nhưng mà cân đối hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ giành được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở độ tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ dựa địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Người sở hữu cằm tròn đầy thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân bạn bè. Nhiều người luôn mất tự tin với thân hình mũm mĩm của mình hoặc là sợ một số bộ phận trên cơ thể quá to, thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, không phải cứ điểm nào to cũng là xấu đâu. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, những đặc điểm trên đây càng to thì lại càng nhiều tài lộc nhé. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt 3 con giáp. Trong số 12 con giáp có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp, nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong số 12 con giáp năm nay sẽ có 3 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tý và Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, vào năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển và các mối quan hệ giữa cá nhân sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài chính của mình. Hơn nữa, tài lộc tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải đi đâu kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần phải lưu ý, kẻo vướng phải họa, khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất thì nên nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn, bình an. Trong năm phạm tam tai này thì con giáp này có thể đón nhận những tin chẳng lành nhưng tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ.
mệnh chủ có thể làm việc do sự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyển học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt lành, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy ký quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là mệnh chủ tuổi Dần. Tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như trên thì trong năm không phải chịu ảnh hưởng của thái tuế vận trình nhiều thế mà cũng bớt phần xui xẻo đạn đận. Năm Canh Tí Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tí thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho tuế can canh kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tí này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi nên có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là tí thủy chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như là thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt bằng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thoái tế nên vận trình ban đầu vẫn còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ thì nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như là mèo hay chó để tránh thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn, chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử lấy bằng cấp hay là xin việc thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách cho lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Vào năm Canh Tí 2020, tuổi Tỵ phải phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép, hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý.
Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tị Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường không như các trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình, muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thì thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi rắn, chủ yếu gây tai họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật, đi trái với vận mệnh và làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền, mất của mà còn nguy cơ vướng phải vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận và mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ cho thân mệnh gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là ba con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong ba con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.